bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Vượt mặt tòa tháp cao nhất Đông Bắc Bộ của Vingroup, FLC xây siêu dự án tại Hải Phòng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Phòng vừa có buổi họp cho ý kiến về chủ trương đầu tư và phương án kiến trúc dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại khu đất số 4 đường Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền cho tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Dự án có phía Tây Bắc giáp đường Lê Thành Tông, phía Đông Bắc giáp đất tái định cư, phía Đông Nam giáp đường quy hoạch, phía Tây Nam giáp vỉa hè đường Trần Phú. Tổng diện tích khu đất là 13.486 m², dự kiến xây dựng 72 tầng với chiều cao 290 m, trong đó có 2 tầng hầm và 70 tầng nổi, bao gồm trung tâm thương mại, khu khách sạn, căn hộ dịch vụ và khu văn phòng. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là hơn 3.472 tỷ đồng, khởi công cuối quý 1 năm 2020. Thời gian thực hiện trong 60 tháng và hoàn thành năm 2024. Dự án này được thiết kế hiện đại, độc đáo cùng hàng loạt tiện ích cao cấp theo tiêu chuẩn 6 sao. Trên cơ sở thống nhất chủ trương đầu tư dự án và phương án kiến trúc do tập đoàn FLC đưa ra, Hải Phòng đề nghị FLC sớm triển khai các bước tiếp theo, đồng thời cam kết ưu tiên, tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện để tập đoàn sớm hoàn thành các thủ tục cho thuê đất và các thủ tục pháp lý cần thiết, đưa dự án nhanh chóng khởi công thực hiện theo kế hoạch. Khi dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng của FLC được hoàn thành, sẽ trở thành công trình biểu tượng của Hải Phòng và là một trong 3 tòa tháp cao nhất Việt Nam. Công trình này sẽ vượt mặt tòa tháp 45 tầng cao nhất khu vực Đông Bắc Bộ thuộc khu đô thị phức hợp Vinhomes Imperial Hải Phòng của Vingroup vừa khánh thành đầu năm 2019. Được biết, hồi đầu năm 2019, tập đoàn FLC đề xuất đầu tư 6 dự án lớn tại Hải Phòng, gồm dự án khu phức hợp dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp Đồ Sơn, dự án khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng sinh thái tại quận Hải An, dự án khu đô thị mới tại phường Tân Thành, dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ, nhà ở cao cấp tại số 4 Trần Phú, tháp 70 tầng, dự án tại khu vực nhà văn hóa thanh thiếu niên 45 Lạch Tray, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM Hải Phòng. FLC cũng đề xuất mở 8 tuyến bay của Bamboo Airways đi và đến Hải Phòng, gồm 4 đường bay nội địa từ Hải Phòng đến thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, 4 đường bay quốc tế đến Bangkok, Singapore, Seoul, Siem Reap. Sốt bất động sản Hải Phòng. 2 năm trở lại đây, bất động sản ở Hải Phòng tái diễn tình trạng sốt nóng. Giá đất tại các quận trung tâm thành phố như Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền, Hồng Bàng tăng cao. Có những khu vực tăng 3 đến 5 lần so với 2 năm trước và đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thời gian gần đây, từ quán trà đá vỉa hè đến những quán cà phê sang trọng đều thấy người dân thành phố nói về nhà đất. Nhiều dự án lớn của các ông lớn như Vingroup với hệ thống Vinhome Imperial đã hoàn thiện. Hoàng Huy với hàng loạt dự án tại khu trung tâm cùng nhiều đại gia bất động sản mới đang tiến vào như FLC, tập đoàn Thái Bình Dương khiến thị trường bất động sản nơi đây ngày càng sôi động. Từ Thanh Hà, theo Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.